Hello, Tâm xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là tụi mình làm món đậu gà xào ngũ sắc. Ban đầu mình sẽ rửa ngâm đậu gà khoảng tầm 8 tiếng ha. Nếu mà bạn muốn nấu sớm hơn thì bạn ngâm vào nước sôi, nước nóng, nước sôi khoảng tầm 3 tiếng, 2-3 tiếng. Rồi sau đó mình hầm nồi áp suất nha. Rồi nguyên liệu tiếp theo là gồm có cà rốt, ớt chuông, hành tây, quả thơm. Đó. Bạn nhớ coi hết video này để mình tham khảo và mình nấu thử cái món này cho gia đình của mình dùng nha. Món này ăn rất là ngon luôn á. Tụi mình biết được món này từ trong quyển sách 60 món chay thực dưỡng của cô Như Châu. Đó, bạn có thể đặt mua bản sách này về để mình tham khảo những cái món chay dưỡng sinh. Rồi lúc nào mình không biết nấu món gì thì mình có thể dở sách ra mình xem, rồi học hỏi theo những cái món ăn trong sách. Đó, cũng rất là hay. Rồi những cái nguyên liệu này là bạn rửa, gọt vỏ, rửa, rồi cắt hạt lựu ha, cắt hạt lựu hết luôn. Xong rồi lát nữa mình sẽ lần lượt cho từ từ cho từng món vô và mình xào thôi. Rất là đơn giản. Đậu gà thì bạn hầm khoảng tầm 50 phút ha. Hầm 40-50 phút là đậu sẽ chín mềm. Đây là một cái kỹ thuật cách xào đặc biệt mới mà cô Như Châu hướng dẫn. Đó là mình sẽ khuấy nước, dầu và một ít muối trước. Rồi sau đó mới cho vô trong chảo và bắt đầu xào. Thay vì bình thường là mình cho dầu trực tiếp, còn này là trộn với nước rồi mới cho, để cho cái dầu nó hạn chế tiếp xúc nóng quá ở trên chảo. Đó, và khi mà mình xào như vậy á, là cái chất ngọt của rau củ á, nó sẽ ra đều và nhiều hơn. Đó, sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó ngon hơn. Rồi bạn cho cà rốt, hành tây vô xào trước một chút. Sau đó cho ớt chuông. Rồi đảo qua đảo lại xào tiếp một chút nữa. Mình nhớ cố gắng là xào vừa vừa, không có để cho cái thực phẩm nó chín quá nha. Sao cho vẫn còn giữ được một cái độ giòn một chút, mềm mềm giòn giòn đó. Chứ đừng có để mềm nhừ và chín quá. Rồi bạn cho thơm vô và xào tiếp một chút nữa. Sau đó cuối cùng là cho đậu gà. Đậu gà đã hầm chín ha, mình cho vô cuối cùng. Trời ơi, món này tụi mình chỉ có nêm muối lúc ban đầu á. Rồi xào một chập rồi nêm thêm một ít nước mắm cốt chay nữa. Đó, chỉ như vậy thôi mà món ăn trở nên rất là ngon. Nó ngọt từ rau củ nè, đặc biệt là từ quả thơm á. Nó tiết cái chất ngọt ra rất là nhiều và khi ăn cực kỳ ngon. Phải nói là rất là ngon luôn á, rất là ấn tượng với cái món đậu gà xào này luôn á. Đó, như vậy là xong rồi. Bạn nêm nếm ăn cho theo khẩu vị của mình, cảm nhận vừa rồi bắt đầu mình tắt bếp và mình múc ra dĩa thôi. Nếu mà mình để trên chảo lâu á, thì cái độ nóng của chảo nó sẽ làm cho rau củ á, nó bị mềm nhừ á, cho nên là nấu xong là mình múc ra liền ha, để cho nó giữ được cái màu sắc của rau củ được đẹp hơn. Đó. Rồi, Tâm chúc bạn làm thật là ngon cái món đậu gà xào ngũ sắc này nha. Cần nguyên liệu thì nhớ đến Thực Thể Chân Như hen. Cảm ơn bạn rất là nhiều.